cả mọi người tiếp tục quay trở lại video review sản phẩm và test sản phẩm của Mr. Thanh Huy. Thì hôm nay Huy sẽ đem tới cho mọi người một cái combo âm thanh tiếp tục là thiên về cái sự bạo lực, có nghĩa là âm súc rất là mạnh, và cấu hình này thì sau này mọi người có thể là nâng cấp được. Thì ở cái clip phát sóng lần trước là Huy đã cho ra mắt những cái dòng sản phẩm loa full của AD rồi đúng không ạ? Thì hôm nay sẽ là một combo cấu hình âm thanh sử dụng loa array của AD Audio. Hôm nay Huy sẽ mang tới cho mọi người một cái combo âm thanh sử dụng gồm hai cặp loa array 40 của AD Audio, đồng bộ là bass neo, chép neo và hệ thống phân tần VF215 chống cháy chép lên tới 95%. Tiếp tục là một cặp sub hầm đôi 5 tấc của AD Audio, thì đây là mẫu phiên bản từ 2.80 và côn 125. Mọi người có thể thấy là cái mẫu sub này rất là đẹp đúng không ạ? Và đánh thực tế ở ngoài là tiếng rất là chậm, rất là lực và đi xa. Đó. Ok, và cấu hình dàn máy hôm nay Huy mang tới cho mọi người là cực kỳ nhỏ gọn và hiệu quả. Thứ nhất là một bàn mixer Soundcraft M FX 12/2. Tiếp tục là một bộ micro Wonderfell V720 46 hút mic, bắt mic hát rất là nhẹ. Và toàn bộ cấu hình này được sử dụng trên một dòng vang số Wonderfell X10 Plus. Đây là một dòng vang số thế hệ mới sử dụng chip đời cao, xử lý âm thanh rất là hay. Thì khi mà mình sử dụng cái bàn mixer Soundcraft thì bên Huy sẽ luôn luôn kết hợp cho nó là vang số Wonderfell. Tại vì các bạn mixer Soundcraft thì cái tiếng vợt và tiếng echo nó không được hay, cho nên là chính vì thế là bên Huy luôn luôn kết hợp cái vang số để nó hỗ trợ lại cái phần echo và reverb cho mixer, và nó chống hú và chúng ta hát nó sẽ nhẹ và hay hơn. Và tiếp tục là một cục đẩy 4 kênh nguồn sung Cora K18 Plus. Dòng này thì 4 kênh, 2 kênh Huy sẽ đánh cho 2 chiếc sub đôi và 2 kênh còn lại sẽ đánh cho 2 cặp array 40. Và kèm theo một tủ máy 12U. Cấu hình này cũng chưa bao gồm chương nguồn nha mọi người. Anh em là chúng ta mà cần có thể là đầu tư thêm bộ quản lý nguồn điện. Thì đây là chi tiết cái bộ cấu hình, mọi người chúng ta xem cùng tham khảo nha. Thì với cấu hình này mọi người có thể là sử dụng cho 450 khách ở ngoài trời. Và sau này thì mọi người có thể là nâng cấp lên những cấu hình chuyên nghiệp, có thể là chúng ta đầu tư thêm 2 cặp array, một cặp monitor nữa, thì như vậy cấu hình của chúng ta sẽ là một cặp sub đôi, 4 cặp array và một cặp monitor. Thì với cấu hình này thì mọi người sẽ đầu tư thêm một con đẩy 4 kênh nữa và chúng ta có thể là giải quyết được vấn đề rồi đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ thì mọi người cùng xem bên Huy test thử cái chất lượng âm thanh của cái bộ cấu hình này nha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like video, và những anh em nào chúng ta đang xem video mà chưa nhấn subscribe kênh YouTube thì có thể là nhấn subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho Huy nha. Và còn một cái điều này nữa, và có rất là nhiều khách hàng hỏi đó là bên Huy có hỗ trợ trả góp hay không, thì Huy xin nhắc lại đó là tất cả các cấu hình âm thanh hoặc là thiết bị âm thanh rồi, ví dụ là cục đẩy, loa, bên Huy đều có hỗ trợ trả góp cho mọi người. Anh nào chúng ta quan tâm trả góp thì có thể là liên hệ trực tiếp cho bên Huy theo số hotline ở góc trái của video nha. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Một lần yêu thương tìm cảm giác